Hôm nay sổ cam bắn cây mới nha anh em. Cây một năm mới. Cái này thì dày 12 ly, lượng 2 đầu. Lượng kiểu cây đặng phi hổ. Cái này cũng mới rồi nha. Điểm nhấn là ba ngóc titan ngóc giữa luôn. Mặt thì nhắm thôi. Còn mai thì cạnh thì bo bóng xước. Rồi chết luôn. Á à, tịt dữ trời, hôm nay bắn tới má tịt dữ trời. Ngay đầu nè. Sầu ca tiếp cận trời này nè. Ê! 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 Ừ cái này nè, nghe vô. Thấy à? Chưa, để mẹ nào đó. Lớp gan. Rồi. Ừ. Hết sức quản luôn. Đây là ná SK1 mini được sầu ca vlog thiết kế. Thân ná được làm từ chất liệu inox 304 không gì siêu bền, được cắt theo phương pháp CNC hiện đại nhất ở Việt Nam và được mài gia công tỉ mỉ. Chết hả? Bữa nay sầu ca tới má nha anh em. Rồi hello anh em, chào anh em đến với kênh sầu ca vlog anh em. Thì hiện tại sầu ca đang ở có mặt ở Long Vĩnh, ở khu vực Trà Vinh, Duyên Hải nha nè. Thì hôm nay đi săn với anh Đức ở Cầu Ngang, như Bằng Lợi, Bằng B, với anh Trung, với anh Chèo của sầu ca, anh Sang tóc dài. Ừ. Thì hôm nay sầu ca bắn cây mới nha anh em. Cây màu ná mới. Màu ná là lượng lượng tay cầm, lượng đầu. Mẫu này chặt 7 nha anh em. Rồi, anh em coi. Thì mẫu này chặt 7, sầu ca bắn khẩu dây là 19-13-140. 17 nha anh em. Hôm nay bắn cái này cho anh em coi sầu ca bắn tới má thế nào. Nãy mới bắn cái lụm con luôn, review cho anh em coi kìa. Giờ đã sang lụm. Sầu ca bắn rất con mắt đỏ đó. Con đó ăn ngon lắm anh. Ừ, thịt thơm phức à. Gặp sầu ca vlog mà mày không chạy đứng nó dòm nữa chứ. Mập u à. Vậy là cái viên đầu anh bắn ngay đây nè. Ngay đó. Nè nè không? Ừ. Bắn tịch như chờ bắn gãy cổ của con ta luôn. Con đầu tiên đó anh em mình. Anh em gặp gãy thò lòi anh em. Quá im. Vô vô đầu. Không chết lụm. Không để nó anh sang thôi, để hình sang đang dơ kìa. Con nhỏ kìa, sắc lên kìa. Lụm nó luôn. Trời chết luôn. À tịch dư trời, hôm nay bắn tới má tịch dư trời. Sang hai ba con nè. Chết luôn kìa. Rồi xong rồi, con đó xong rồi đó. Dạ không, thôi lội anh em. À, con nào mấy lội như con heo vậy. Con còn cho 7 kìa, thấy không lại. Ai bắn vậy? Trung hả? Lụm rồi đó. Em đứng ở chỗ cái cây khô lụm được hay gì đó. Thấy chưa? Em đạp đến cây khô rồi. Bắn chim mà quần tây là chết rồi. Quá trời cá thò lòi luôn. Con cò chà bá nữa luôn, anh đứng anh bắn cò, em chuyển cò cho anh mà. Trời. Ghê trời. Hình như đổ xăng lít luôn hả vậy? Lít đâu rồi. Đâu coi map được đâu. Lít 50. Dạ. Anh đâu có tiền đăng ký đâu. Lắm. Rồi lần luôn. Chưa. Ngay đầu nè. Ngay đầu ơi, chưa. Trúng rồi, trúng một viên rồi. Con này ngay đầu nè. Bự lắm. Trúng không? Nó uống như trời, nó lướt ngoài rồi. Rồi đó. Bự lắm. Hết cái gì á? Nói chung là con hết con thôi. Ờ anh bắn ngay đầu đó. Lú cái đầu đó mà. Chưa chơi. Dưng hết luôn. Dưng hết. Anh thấy lú đầu nó tướng thò lòi đẩy cái ngay đầu hết luôn. Ngay đầu luôn rồi. Nó còn nhảy anh đi. Bắn thò lòi được hết. Thấy lú đầu nhưng thò lòi vậy đó. Lú
Trời ơi, ngon nghe anh Trung. Hôm nay có hàng nghe anh Trung. Ừ. Đây gặm quá. Kìa, hai bạn cò kìa. Con đôi lăng cang luôn nè. Đi đứt bắn kìa. Nó dần lại bắn kìa. Rớt con kìa. Rớt con kìa. Rớt con kìa. Mình dí đó. Bội nó. Sáng cái ná đâu sáng, tắt máy đi sáng. Gò vô lùm luôn rồi. Gò vô luôn rồi. Lỡ sang, cầm lá theo. Rớt còi, lại má lại. Má ghê trời. Ủa đâu rồi? Kìa nè, nó kìa, nó trắng tươi đó thấy không? Phải không? Nó đi trong luôn hay rồi. Tiếp cận nhịp trời này nè. Được cả hai giật chơi. Bay rồi. Đây nè. Thôi mệt quá. Bỏ. Thấy đâu kèn? Ở đâu rồi? Gì? Đây nè. Trong cơm là kèn ơi. Hai viên rồi. Ba nổi rồi. Đây nè. Gì luôn. Nó đâu rồi? Đây nè. Em chạy theo em Quynh lấy ná xuống luôn nữa. Cho viên cổ đạn không? Hai viên thôi.
Hắn nổi rồi à. Ăn 20 viên rồi. Thấy không kèn? Hả? Mà có đó không? Đây nè. Ừ cái này nè, nghe vô. Cái gì vậy? Nó chạy hướng em á. Gai nhiều lắm. Kẹo quá. Thôi rồi. Nó chạy hướng em á. Ê đâu đâu? Gặp chưa Ken? Chạy quá hả? Từ từ thôi. Đâu rồi Ken? Ờ thấy rồi. Chưa để mẹ nào nữa. Lớp Ken. Gai lắm á, từ từ Ken ơi. Ê, lại Ken ơi. À. Từ từ nghe Ken. Dạ. Gai không hả Ken ơi. Đi này Ken nè. Quá trời luôn. Tiếc rồi. Nặng không Ken? Trời ơi. Dịch trời nha anh em. Rồi. Ừ. Hết sức mạnh luôn. Rồi. Ôi, hai anh em gai không này nè, cho anh em coi nè. Quá trời luôn. À, gai không nè. Mấy giọt rồi. Từ từ thôi Ken ơi. Quá trời gai rồi, đâm quá trời đâm rồi. Cua vấy mình thôi. Ờ, nghe con cậu. Quá nó bự. Hả? Dạ, nãy quăng hết á. Anh. Tôi đi. Trời ơi, làm sao chịu ơi. Con vịt nó mập. Trời ơi, cầm găng trắng chịu. Đi. Không có đâu, không có đâu. Có vịt trời mà nuôi gì. Bữa nãy em xin chủ nhà kêu bắn đi. Không sao đâu á. Này vịt trời, vịt mái. Sao anh không lựa vịt trống bự bắn? Con này bự nhất mà. Thấy đây bự hơn. Con này nhỏ. Thấy này bự hơn quốc này luôn. Tiếp anh em ơi. Vô rồi. Mấy anh em mình vô trong cái rừng nước này bắn thô lội ba khía nè. Nãy mình lợi đưa anh Đức. Gì vậy? Ai bắn vậy? Bê bắn luôn nè. Ghê trời. Trời ơi. Má đỉnh dư trời. Bắn cái đầu vậy? Đầu đâu vậy? Nó mới lặn nổi lại luôn. Trời ơi, con nè nè mày. Bê này lập công nữa trời. Mặt má. Dạ, muốn chừng. Vụ chết này nó cắn em chảy máu á, con nó mặt má. Mặt má chứ không cậu ạ. Không. Cái họng ở dưới trắng lắm thấy nè. Họng đen với cọng cọc. Nó lặn cái gì? Rồi, con nữa hả? Lỗi nổi lên hả? Con đó nó... Con đó xử đi, nó cắn mất thịt tay luôn á. Ừ. Nó cắn em lần tới xương. Nè ừ. Con. Ma chú trên cây trời. Ba con à. Trời, trời bắn gì mà chú trên cây trời không hiểu luôn. Rồi anh em ơi, một buổi chiều mình đi giao lưu với anh Trung ở Trà Cú rồi nè. Mình mến nãy thì chở anh Đức về, giờ mấy anh em mình cũng tấp ở đây để nướng luôn. Giờ một bịch đồ cá nè, rồi mấy anh em mình xuống luôn. Đi, này, chú cài cầm xuống cho anh em rồi. Rồi chim bê cầm dưới hay vậy? Chim. Rồi. Tắt máy đi. Chú cài có lụm được bó nướng về chồng. Rồi mấy anh em xuống đây, mấy anh em mình chuẩn bị nướng. Rồi anh em ơi, gật xuống rồi nè. Mấy anh em mình đang tụ tập điếm chim nè. Điếm chim nha. Cái này mới hấp dẫn nè. Chung đổ cá cho anh em coi, ngồi cửa lại nữa. Ú quá trời. Hết sức luôn. Rồi cò. Được quá trời, mấy chục con. Được con vịt sản xuất cà dí nè. Nè con này con xịn nè. Gà nước gì vậy? Gà nước nè. Con cọp có con cọp. Con tu hú. Tu hú có tu hú. Cò có cò. Cua có cua. Ba khía có ba khía. Ba khía có ba khía. Cua ngói có cua ngói. Hải sản người trên gừng nữa.
mấy anh em mình nướng luôn. Nhổ nhổ lòng này anh em ơi. Sẽ cho anh em coi xúc ca với sang nhổ vịt. Ở dưới trời. Nhà hẻo mà. Ghê thiệt. Xúc ca với sang nhổ con vịt với con bạc má. Đi đốt luôn anh Tư. Phải đốt, đốt đốt thì nhổ nữa ha. Nhúng nước nữa để anh thằng nhổ mấy ga nè. Nóng nóng này. Đủ em làm hoài mà em chưa có điều kiện để làm. YouTube hả? Ừ, móc làm đây sớm sớm nào. Chưa có điều kiện để làm. Mình không làm thôi, đầu tư vậy đó. Rồi em đốt chưa nóng nữa mà em nhổ rồi sao nó ra mới ra. Cái nào nóng ra chứ. Thấy không nè. Nóng nhổ cái sạc sạc chứ. Không có trời. Thui lại. Còn lúc còn ở luôn á. Mấy này mình nướng này nè, nè dây không gắt đây nè. Đúng rồi, hàng không? Không đâu, nó nóng lắm. Để tay chịu không nổi mà đường nào không chín. Gắt lại vô mình luôn, gắt mình như gắt đứng ừ đó. Đừng nướng áp quá nha. Rồi. Khét mà không chín đó. Bà kia, đâu bỏ được. Tranh thủ ăn mình về. Mời anh em nha. Giờ mà anh em mới ăn là tranh thủ ăn mình về. À thích ăn gì đi ăn. Thôi em muốn ăn gì em ăn có. Kèo đừng lo tôi. Chìm á. Kèo lo chảo mấy cái nghe. Kèo chảo mình chấm. Xong mình ăn gì nè kết. Ồ. Tôi đang sợ sửa soạn con này nè. Đã. Ăn gì thì mới đã nè. Ăn trên lửa luôn. Không ăn gì không vừa đã. Bia phải không? Bia hai cục xúc sắc nữa phải không? Hôi khọt quẹt cái hai cục rách. Vô nè. Vô. Cái gô này sang cũng có công. Đạt nhận xịt. Không được nẹn được kia đây. Mà nướng hơi đen. Mình phải kiếm tảng đá làm mình làm cái dĩa chứ. Nói dơ vậy, kiếm tảng đá nào bằng đi sang. Làm cái dĩa thôi. Rồi vậy là chiến rồi nè. Mà đá này mà. Rồi chính là nè. Đá nó. Đùi kìa. Còn hoài luôn. Đá nó hốc lên nữa. Mà đã. Ôi, ôi, nóng gì nóng. Ôi, nào đau bụng không? Không đau ra. Muối muối rồi. Muối bột. Còn đang ở ngoài Duy Hải nè. Thiệt mà. Thôi, bên này mình ăn nghe nè. Tại bên đây nè. Anh em mua thùng thì liên hệ xuống thoại màn hình nha anh em. Để ăn biết tối về luôn. Rồi, hẹn nghe nhưng mà biết sáng nha.